Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Nguyên Audio tiếp tục xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một cặp loa khủng đến từ đất nước Mỹ. Rất nổi tiếng của hãng Infinity, đó là cặp loa Infinity SM155 đời cao cấp nhất của hãng dòng Bát 40. Dòng Bát 40 thì này thì nó có 3 loại mà SM150 monitor, SM152 và nó là cuối đời 155 đời cao cấp nhất của hãng. Với một cấu hình cực khủng quý vị nhé. Cái loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong ngày hôm nay, đẹp xuất sắc ạ. Nó sở hữu một bát lớn, một bát 40 cm, màng carbon, gân mút, hai loa chung, nó sử dụng hai loa chung giấy 12 cm và một loa chép Polycell. Một loa chép Polycell của hãng Infinity. Quý vị thấy mỗi thùng của nó đây thì có đều có hai vi chỉnh đấy ạ. Đều có hai vi chỉnh, chỉnh tiếng chung và tiếng chép tùy thuộc là sở thích nghe của quý vị. Quý vị thấy nón nón của loa bát đây nhá. Thì nó còn nguyên logo của hãng đây ạ. Cái này rất quan trọng đấy quý vị nhá. Khi quý vị mà mua những dòng loa Infinity, bất kể dòng loa bát 25, 30, 40 thì quý vị xin lưu ý rằng mua là phải còn nguyên logo của hãng, còn nếu mà không còn thì mất zin rồi đấy ạ. Và thùng của đôi loa này thì được thiết kế là thùng gỗ lạng màu đen vân gỗ quý vị nhé. Màu đen vân gỗ rất là sang trọng. Dòng này thì nó chỉ có một màu đen thôi và nó có cái kích thước là cao 1 m, rộng 45 và sâu của nó là 32 cm. Dòng này thì quý vị có thể chơi được 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay. Và nó chơi được đa thể loại nhạc, từ nhạc vàng, bolero, trữ tình cho đến nhạc đa, nhạc mạnh, nó đều có thể chơi được. Bởi vì bát đôi loa này đánh rất uy lực, đánh rất lực và mạnh mẽ. Vâng thưa quý vị, đây là đằng sau của đôi loa Infinity SM155. Bên dưới thì mỗi một thùng của nó thì đều có một lỗ thông hơi rất là lớn nằm ở bên dưới cầu loa đây ạ, để giúp thoát hơi ra đằng sau. Bốn cạnh loa của nó thì đều vuông thành sát cạnh, rất là đẹp và xuất sắc. Thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh em gọi điện đặt hàng cho Nguyên Audio đôi loa Infinity SM155 này. Thời gian vừa qua thì không có hàng về, thì hôm nay mới về được một cặp thì trong tình trạng đẹp xuất sắc. Mà Nguyên Audio vẫn bán với giá trên 20 triệu, quý vị có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068, Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Đôi loa này thì nó không kén âm ly một chút nào, quý vị có thể đánh vào những dòng âm ly khoảng 200W trở lên thôi là đã đánh thoải mái rồi. Hôm nay thì Nguyên Audio ghép nó với chiếc âm ly cỏ thôi của hãng Samsung 607XR. Quý vị có thể ghép vào những dòng Samsung hoặc là đờn ông đều được. Và quý vị muốn hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì chúng ta chỉ việc đặt thêm một chiếc vang cơ loại tốt, chống rú rít tốt là hát cực kỳ hay. Mọi nhu cầu mua sản phẩm thì quý vị vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068 hoặc địa chỉ Nguyên Audio số nhà 68 phố Bạch Đằng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test nhạc J-Mix để cho quý vị và các bạn cùng nhau thưởng thức cái chất âm của đôi loa Infinity SM155 này. Tiếng bass đánh rất uy lực và mạnh mẽ. Audio test nhạc trực tuyến từ trên YouTube xuống qua một chiếc đầu giải mã DAC 3-1 của hãng Sony MD3. Chiếc đầu này chúng ta vừa chơi CD, MD và giải mã rất là hay.